cả nhà nhìn bố tiến bộ không? Bố tự lên xe, bố tự tập nha, không cần phải nhắc nhở nha. Đúng là sống ở nơi văn minh là tự nhiên đầu óc văn minh theo, đúng không? Ở nhà vẫn cứ chậm chậm thôi, nhưng mà ra Hà Nội là nhanh lắm. Lên xe tập đây này. Khỏe không bố? Ừ. Thật là tuyệt vời. Tiếp nào bố ơi. Đập ngược cũng được, đập xuôi cũng được. Đập ngược là tốt cho tim mạch, nên là bố cứ đạp đi, thoải mái. Ngược xuôi đều được hết. Nào, tiếp nào, tiếp nào. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Tuyệt vời. Hôm vừa rồi đi khám, bác sĩ bảo tiểu đường có 6.3 thôi. Bây giờ uống cái gì thì cứ uống tiếp, không cần phải dùng thuốc tây. Con á? Bác sĩ Thu Hương. Con hay bố? Phó giáo sư tiến sĩ Thu Hương nói là bố cứ dùng sản phẩm nào đang dùng, rất là tốt. Bố nặng tai nên bố nghe được đâu cả nhà. Tập tiếp bố. Bác sĩ tim đây, bác sĩ phó viện trưởng viện tim Việt Nam, mọi người cứ đánh Google search phó giáo sư tiến sĩ Thu Hương là mọi người sẽ biết cô ấy là ai. Rất tuyệt vời ạ. Bố 86 tuổi nhá, sau một năm dùng sản phẩm bây giờ bố khỏe như thế này, bụng thì thẳng hẳn đi mà lại còn không còn tiểu đường nữa. Trời ơi, quá là tuyệt vời phải không cả nhà? Đấy, không phải bố tập để mình quay video clip đâu, bố tự nguyện tập đấy. Tiếp chứ, tiếp chứ bố. Làm phát nữa. Thôi. Thôi. Ra rẻ.